Chúng ta sang bài số 30, sửa mình thứ hai của nhóm Y, đó chính là sắp xếp thời gian một cách hiệu quả. Tại vì sao nhóm Y cần phải sửa mình sắp xếp thời gian một cách hiệu quả? Bởi vì là thường ấy, nhóm Y sẽ dễ mất tập trung cao hơn 80% so với các nhóm khác, nên việc quay lại công việc cũng lâu hơn. Và ở đây có bạn nào là nhóm Y thì các bạn đều hiểu được rằng là cái việc mà mất tập trung thường xuyên chính cũng rất là một người dễ mất tập trung. Ví dụ là cái khóa học này thôi thì người thường thường ấy người ta sẽ mất khoảng chừng từ 1 đến 2 ngày, còn chính ấy sẽ mất tầm nhiều hơn. Và trong mỗi cái thời điểm mà mình quay đó thì mình cũng tốn cái thời gian quay nhiều hơn so với người khác. Và thường khi mà mất tập trung như này thì quay lại công việc nó cũng lâu hơn các bạn. Và nhóm này ấy, thường không có kế hoạch khi làm việc nên sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể là hoàn thành được công việc. Ví dụ, ấp ủ khoa học này là từ 15 tháng 6, nhưng đến bây giờ là ngày 23 tháng 6, chính đang quay video khoa học và bắt đầu mới chỉnh sửa để có thể là chia sẻ đến với mọi người. Thì chính chia sẻ đến với mọi người về sự thật thời gian mà mọi người có thể chưa biết, đó chính là trung bình cứ 25 phút thì chúng ta sẽ bị mất tập trung một lần. Và thời gian gián đoạn thường là 5 phút, tổng thời gian gián đoạn một ngày sẽ là 4 tiếng. Và những bạn nào nhóm Y ở đây mà các bạn từng bị vấp phải rồi thì có thể là comment sau khi mà học xong khoa học này để xem là chính nói xem các bạn có thấy đúng không. Và tiếp theo nữa là sửa mình này. Đối với nhóm Y thì cần làm những cái điều sau để có thể là quản lý cái thời gian hiệu quả hơn. Thứ nhất là các bạn cần phải lập kế hoạch đi kèm với thời lượng hoàn thành. Dù là việc nhỏ, ví dụ như kiểu đi siêu thị này, đi xem phim hay cũng như là lướt TikTok, lướt Facebook thì các bạn cũng cần phải có cái thời gian hoàn thành cho cái việc mà mình làm việc, mình đi chợ hay là mình giải trí. Nhiều khi các bạn đi chợ, đi siêu thị, các bạn đi siêu thị, các bạn bảo là ngày hôm nay vào đấy chỉ gọi là mua ít đồ, ít hoa, ít quả thôi. Nhưng đến khi mà các bạn vào trong siêu thị thì các bạn sẽ mua rất là nhiều thứ. Vốn dĩ ban đầu các bạn chỉ đặt ra là vào trong siêu thị tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà rồi các bạn sẽ ở trong siêu thị tầm từ 3 đến 4 tiếng, thậm chí là 5 tiếng cho cái việc mà ăn uống, đi chơi, đi bời ở trong siêu thị. Thì khi này các bạn sẽ vô tình bị ảnh hưởng trong công việc của các bạn khi mà cái việc dành đi siêu thị quá nhiều mà việc khác vẫn còn chưa xong. Tiếp theo nữa, ý số 2 đó chính là các bạn cần phải luôn ý thức là phải đạt được mục tiêu trong cái thời gian ngắn nhất. Ví dụ như chính đây, đặt ra mục tiêu là làm cái khóa học này. Nhưng mà chính lại thiếu một cái ý, đó chính là đặt ra mục tiêu hoàn thiện khóa học. Thì khi mà chính làm cái khóa học này thì chính đã bị delay ra rất là nhiều ngày bởi những việc A, việc B, việc C. Bởi vậy nên nhóm Y luôn luôn phải ý thức phải đạt được mục tiêu trong cái thời gian ngắn nhất, bất kể mục tiêu gì. Thì ý thứ ba đó chính là tận dụng cái lỗ hổng thời gian, như là các bạn tắc xe khi mà trời mưa, các bạn chờ xe bus, các bạn chờ thang máy thì các bạn có thể check công việc thay vì các bạn lướt mạng TikTok vô bổ. Các bạn lướt này lướt kia nó không có giải quyết được bất cứ cái công việc gì. Thứ tư đó chính là các bạn sử dụng công cụ hỗ trợ, ví dụ như Pomodoro. Nó chính là một cái công cụ hình trái táo. Khi mà các bạn bật lên thì các bạn sẽ có cái thời gian tập trung là 25 phút một lần. Hoặc các bạn có thể tìm những cái ứng dụng tương tự ở trong app điện thoại để mà có thể là kiểm soát cái thời gian của mình sao cho cái mức độ tập trung của mình đạt hiệu suất cao nhất. Và các bạn nhớ này, nhóm Y là nhóm dễ mất tập trung nhất và cũng là nhóm dễ sao nhãng nhất và cũng là nhóm hoàn thành công việc thấp nhất. Bởi vậy nên khi mà bạn mong muốn là việc hoàn thành công việc của bạn đạt được hiệu suất cao nhất thì các bạn cần phải đặt ra cho mình những cái thời gian cụ thể. Và đó chính là ý thứ hai của bài thứ 30 sửa mình nhóm Y, đó chính là sắp xếp thời gian một cách hiệu quả. Hẹn các bạn trong bài số 31 sửa mình thứ ba.